còn xa. À có thanh niên ạ. Úi trời ơi, vâng, có ngay quả táo đến từ chip BK rồi, quá nhọ rồi. Nào nào nào, còn Kiều Linh cũng có táo rồi. Kiều Linh đã có đôi quả táo luôn với khẩu súng cắt nai của mình. Rồi hay lắm. Ô kìa, rồi tôi nhìn thấy rồi. Nào Kiều Linh, Kiều Linh có ăn được mạng hay không? Rồi Kiều Linh không ăn mạng rồi. Một tình huống hơi hổ báo và dẫn đến cái chết bởi khẩu súng sniper. Rồi mình sẽ tìm lại bọn. Tôi nhìn thấy rồi, tôi nhìn thấy rồi. Vâng, quả táo tiếp theo đến từ Khánh 22A. Vâng, trận đấu này anh em mình sẽ rất là kiểu như là không gay cấn cho lắm. Bởi vì mình thấy team bạn bắn cũng khá là yếu rồi. Nào anh em, tấn công. Ui dồi ôi, vâng. Thanh niên phân với khẩu súng xanh. Thanh niên phân với khẩu súng xanh cơ đó luôn. Anh ta đã làm đôi combo rồi. Bây giờ thì Kiều Linh đang focus rất nhiều với khẩu súng cắt này. Nhưng mạng là dành cho HC phân với tình huống headshot bằng khẩu súng xanh cơ. Rồi, có một tình huống đặt bom hay không đây? Và không có tình huống đặt bom. Tiếng súng lổ ra. Lổ ra ở cửa sổ. Và mạng tiếp theo đó là dành cho HC phân với khẩu súng xanh cơ của mình. Thanh niên là bắn xanh cơ hay đấy. Thanh niên này mới học được bí kíp bắn cấp 3 ở đâu rồi. Mình sẽ hết sức là từ từ ấy nhá. Chơi bài là nó phải bình tĩnh. Rồi vâng. Sau khi ăn được một trái táo thì mình cũng đã ra đi ở dưới lòng súng của bạn Khánh. Vâng. Một thanh niên cầm cho mình khẩu súng đắt này. Tuyệt vời. 6 combo cho HC Fan với khẩu súng Striker của mình. Hay quá. Anh này bắn hôm nay bắn Striker lên đồng ghê. Nào tiếp tục nào anh em ơi. Mạnh mẽ lên rồi, quả bom lẻ lại. Holy shit. Tuyệt vời. Nào có ai không? Có ai không? Nào đứng đấy này. Rồi bình tĩnh đã anh em ạ, bình tĩnh đã. Dạ úi dồi ôi, lại một người nữa ra đi. Nào quả này nhấp nhô ở đây này. Vâng, headshot luôn. Headshot là dành tay súng sniper của mình. Đi đâu đây? Vâng, hai kim. Nào còn thanh niên nữa. Bạn ở đâu? Where are you? Thôi xong rồi. Phải rồi. Holy shit. Rồi bây giờ thì còn tay súng sniper của mình thôi. Nào. Rồi vâng. Một tình huống nhảy ra bắn liền. Và ngay lập tức đã tin được mạng. Súng flash này. Bây giờ có lẽ là mình phải chuyển hướng đổi dấu thôi anh em ạ. Chơi trò điển lang thôi. Điển lang. Ăn mạng cho nhanh. Đấy. Vâng. Có một mạng rất ngon. À, đáp bom này. Vâng. Đáp bom làm cái gì bạn ơi? Khi mà mình đã vào đến tận đây rồi. Bây giờ thì bên Liên Minh họ chỉ còn một người thôi. Quả bom của tôi đâu rồi? À đây rồi. Vâng, tuyệt vời. Kết thúc trận đấu với một tình huống hạ gục 8-3. Ok thì trận đấu đầu tiên mà mình cùng với cả HC Fan cũng như là Dũng Henry trong trận đấu ranh đêm cùng đồng bọn diễn ra khá là chóng vánh. Và chúng ta sẽ cùng đến trận đấu thứ hai để xem là trận đấu thứ hai này thì mình có vấp phải một cái team nào đó mạnh của server miền Bắc 1 hay không. Nào để xem nào. Vẫn chưa có dấu hiệu ghép đấu thành công. 60 người. Vâng. Đêm hôm lọ mọ rồi mà vẫn còn 60 thanh niên đang chơi game. Để 60 thanh niên đang đi ranh anh em ạ. Còn chưa kể một số thanh niên thì bắn phòng chờ nữa. Quá nhiều. Đây, có khi là 300 người này. Nào. Trong trận đấu nào đúng là ranh đêm khá anh em ạ. Ghép đấu vô cùng lâu. Rồi trận đấu đã bắt đầu và map đấu lại ở trong cái map siêu thị của suối này. Vâng, trận đấu sẽ là ở chế độ sinh tử. Holy shit. Rồi team TVK. Holy shit lần nữa. Rồi team TVK này bắn ghê lắm anh em ạ. Không biết đâu mà lần đấy. À không thấy không thấy bất cứ một dấu hiệu nào. À đây rồi. Vâng, như vậy là cổ đẹp trai đã lên bảng đến số với khẩu súng gold. Gold flash trong tay của Tuấn AC. Holy shit. Nào còn ai không? Đâu rồi? Tôi cần thấy một điểm sáng để có thể nổ súng ngay lập tức. Rồi
Bây giờ thì nhìn thấy rồi, ôi
oxy, oxy cái mạng của ông. Nhưng ngay lập tức đã có một sự cover và ngay lập tức Bước đã ghi được mạng của oxy bằng của súng Storm này. Bây giờ thì trận đấu cuối cùng cho nên mình sẽ cầm tanh. Với cầm sniper mình cảm thấy không tự tin cho lắm. Nào, có ai không? Có ai không? Rồi bây giờ thì hai team đang thi đấu rất là đề phòng nhau. Hai team đều không muốn có bất cứ một sơ sẩy nào. Nào bạn ơi đừng lon ton chất dầm xuống một con HC. Ok Lee, Lee tell me why. Ôi trời ơi, bằng một tình huống đục được TVK bự rồi. Bự ơi là bự. Rồi, rất nhiều bòn. Tôi không biết bòn sẽ đến từ nơi nào nữa. Bòn sẽ ở đâu đây? Một phút im lặng đến chết chóc. Ăn bòn này. Rồi, có lát quăng ra rồi, không biết có ai làm xuống hay không đây. À rồi. Tôi đã nhìn thấy bạn ấy. Nào bây giờ chỉ còn mỗi nước là đẩy vào thôi anh em ạ. Không làm được gì hơn nữa. Thì bạn câu kéo giờ rất là tốt luôn. Rồi còn 10 giây nữa. Đẩy vào thôi. Ôi trời ơi, một tình huống mình không ngờ. TVK xoáy người anh ta lại có ở nhà. Vâng, quá nhỏ. Cô vừa đội rất tốt. Và như vậy là kết thúc hai cái game đấu mình cho anh em thấy được rank game nó sẽ như thế nào. Ui dồi ôi, nguyên team TVK thể nào. Làm sao mà tôi có thể đỡ được đây. Vâng, và xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn thích video như thế này, hãy đừng quên ấn like và comment ở phía dưới video.